Hương Tràm đã hành động để hé lộ sự thật đằng sau bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao cộng đồng mạng. Tháng 5 vừa rồi, khi Hương Tràm đang du học ở Mỹ, thì bất ngờ trên trang cá nhân của cô xuất hiện hình ảnh siêu âm thai nhi với dòng chia sẻ: "Tình yêu từ mọi hình thức khác nhau, nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện và không giải thích thêm bất cứ điều gì." Ngay lập tức, cộng đồng mạng nháo nhào lên muốn biết được sự thật đằng sau bức ảnh khó hiểu này. Ở phần bình luận của bài viết, nhiều người nổi tiếng, bạn thân và đồng nghiệp của nữ ca sĩ liên tiếp gửi những lời chúc đến cô, khiến cho mọi người càng tin vào giả thuyết Hương Tràm đã tìm được tình yêu và hiện đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng là thật. Sau đó không lâu, cô liên tục hé lộ những thông tin về lần trở lại của mình trên con đường âm nhạc. Thông tin này khiến người hâm mộ xoay lòng vòng vì không biết hình ảnh siêu âm kia liệu có thật không hay chỉ là chiêu để PR sản phẩm mới. Tối hôm qua ngày 5 tháng 6, Hương Tràm chính thức quay lại đường đua nhạc Việt với động thái chính thức phát hành MV mới mang tên Đồng Tình mà cô đã hé lộ nhiều lần trên mạng xã hội. Cô cho biết ca khúc này thuộc thể loại pop và do nhạc sĩ Tú Dư sáng tác. Sau khi MV ra mắt, dân tình đã nhanh chóng soi ra được bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao kia chỉ là một cảnh quay trong MV của cô mà thôi. Cụ thể, đây là một phân cảnh do nữ ca sĩ đóng chính. Với tháng 6 là tháng tự hào của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới, Hương Tràm đã chọn đây là thời điểm để phát hành MV mới. Nội dung ca khúc và MV xây dựng một truyện tình trắc trở nhưng tuyệt đẹp cùng với thông điệp nhân văn và hiện đại là tình yêu không phân biệt giới tính, giai cấp, sắc tộc hay bất cứ điều gì khác. Giọng ca 9X hy vọng sự đầu tư chỉnh chu trong MV mới nhất sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ yêu thương từ phía khán giả hâm mộ. Đồng Tình được sáng tác bởi Tú Dư, một trong những nhạc sĩ góp phần đưa tên tuổi Tuấn Hưng đến vị trí vững chắc trong lòng khán giả với các bản hit Sẽ Không Còn Nữa, Anh Nhớ Em, Hối Hận Trong Anh, Nắm Lấy Tay Anh. Anh cũng sáng tác ca khúc Giữ Lại Hạnh Phúc cho Thu Phương và là chủ nhân hit Duyên Mình Lỡ của Hương Tràm. Sáng tác của Tú Dư được yêu thích bởi ca từ lãng mạn tinh tế và đặc biệt có đủ sức nặng để tôn lên giọng hát của những ca sĩ thực lực như Tuấn Hưng, Thu Phương hay Hương Tràm. Ở Đồng Tình, lại một lần nữa Tú Dư phát huy sở trường ballad theo đúng lợi thế vốn có của Tràm. Cấu trúc bài hát giống với nhiều sáng tác trước đây anh đã viết, phần đầu nhẹ nhàng rồi tăng cao trào dần lên cho đến điệp khúc. Hương Tràm thể hiện sự da diết thổn thức qua từng câu chữ và giọng hát nội lực vẫn mang chất Hương Tràm, khó nhầm lẫn. MV Đồng Tình xây dựng câu chuyện tình yêu éo le giữa ba người. Hương Tràm vào vai nữ chính có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng là một phủ công múa, nhưng chồng cô lại rung động với một anh chàng khác trong quá trình tập luyện. LGBT, giới tính thứ ba, là đề tài khá phổ biến mà các ca sĩ khai thác từ khoảng năm 2019, thời gian Tràm đi du học. Song từ nửa cuối năm 2020 đến nay đã trở thành đề tài cũ. Ngay chính nội dung MV của Hương Tràm cũng không có điểm nhấn mới lạ, mặc dù đầu tư khá chỉnh chu về hình ảnh. Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, trở lại V-pop sau 2 năm du học, Hương Tràm có bắt kịp xu hướng mới khi hàng loạt ca sĩ trẻ đang nổi lên như Amy, Hoàng Duyên, Yuki San, khiến ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng khắc nghiệt. Thậm chí những cái tên như Sơn Tùng MTP, Jack cũng phải chật vật đua top trong các sản phẩm gần đây.